Lòng biết ơn nó phải đến từ thế giới bên trong của mình. Niềm tin nó phải là thế giới bên trong của mình, chứ không phải do dư luận nói mà tôi tin. Dư luận nói mà tôi tin thì đó là niềm tin bên ngoài. Niềm tin nó không tin được. Niềm tin nó phải đến từ sự hiểu biết bên trong. Còn vì bên ngoài nó nói vào nói ra cái mình sợ quá, mình chạy theo nó, thì cái đó là niềm tin bên ngoài, là niềm tin azua, niềm tin do thị phi mà có. Các bạn có để ý bây giờ trên mạng nó đang nổi lên phong trào thị phi về các vị sư không? Nói vào nói ra về các vị sư ấy. Thì có bao giờ nghe một cái bài thị phi về một vị sư nào đó? Các bạn lên trên mạng, các bạn nghe thử 5 bài vị sư đó giảng đầy đủ chưa? Hay chỉ nghe một cái đoạn 1 phút người ta đang thị phi về cái vị đó? Các bạn nhìn vào một tờ giấy trắng, trong đó nó có một cái đốm đen. Các bạn kết luận đây là tờ giấy đen hay kết luận đây là tờ giấy trắng 99,9%? Mà cuộc đời của chúng ta đâu phải tờ giấy trắng đốm đen đâu. Chúng ta là tờ giấy trắng và vài chục đốm đen lá bình thường. Đấy. Bây giờ các bạn chỉ cần thử nha. Người ta thị phi về một người nào đó, mình tìm hiểu về họ và nghe một bài giảng rất nghiêm túc, dài về họ. 1 tiếng, 2 tiếng, mình nghe thật nhiều. Họ chính họ giảng nha. Đừng nghe người khác giảng được, họ giảng. Mình ngồi mình nghe bài nhất, bài 2, bài 3, rồi lúc này mới tạm kết luận được. Cái này nó gọi là quan sát đa chiều. Tức là niềm tin của mình phải đến từ thế giới bên trong, phải đến từ trí tuệ của mình. Chứ niềm tin của mình không nên bị dắt mũi bởi thị phi. Nhà niềm tin chúng ta, Việt Nam mình là chung bị dắt mũi bởi thị phi. Tại sao? Facebook nó phải ghi một câu là Việt Nam là một trong những nước comment nhiều nhất thế giới. Viết một bài lên ở bên dưới nó comment như Quân Nguyên đấy. Comment là năng lực thị phi của người Việt Nam mình, khẩu nghiệp đấy. Của người Việt Nam mình rất đặc biệt, là thích nói mà không thích làm, thích nói mà không thích tìm hiểu đến tận cùng của vấn đề. Chúng ta thị phi nhiều nhất thế giới nhưng giải Nobel thì mình không có. Một đất nước nhỏ xíu trên thế giới gọi là đất nước Do Thái có 6 triệu dân thôi, giải Nobel đứng thứ 2 thế giới sau có dân tộc Đức thôi. Nhưng vì dân số nó ít hơn Đức, dân số nó nhiều bằng dân Đức thì giải Nobel nó nhiều hơn Đức rất nhiều. Bây giờ nên lưu ý nhé, niềm tin của chúng ta này phải được củng cố bằng sự hiểu biết của chính mình. Chỉ khi nào chúng ta tìm hiểu đến tận cùng, nhìn mọi ngõ ngách của vấn đề, lắng nghe rất nhiều chiều, tìm hiểu vấn đề đó thật kỹ mới được kết luận là tạm tin. Một ngày đẹp trời chúng ta gặp trực tiếp họ, chúng ta tiếp xúc với đệ tử của họ, tiếp xúc với người nhà của họ, lúc này mình mới kết luận cái niềm tin củng cố nó mới chặt. Nếu thấy hay, hãy like, share, follow để lan tỏa và cập nhật video mới.